Anh có muốn đây là lần đầu cũng là lần cuối luôn không? Lần đầu nó sẽ đấy. Ngày xưa đây là bài tình yêu của mình. Cắm số 2 mà nó còn làm ấm xuống. Bài này là bài ngày xưa thằng anh với bà chị dâu suốt ngày nghe xong rồi kiểu ư với nhau đấy. Xếp lại. Ôi, Hà Tĩnh. Hà Tĩnh mình nghe lại tận đây rồi. Quay cũng. Ừ. Nãy giờ những gì mà nói cho Linh Tuyên nó đã ghi âm vào hết rồi.